Mỹ hôm 2 tháng 9 công bố thông qua gói thiết bị quân sự trị giá 1,1 tỷ đô la Mỹ cho Đài Loan, bao gồm 60 tên lửa chống hạm và 100 tên lửa không đối không, sau khi Trung Quốc tiến hành các cuộc tập trận quân sự quanh Đài Loan. Cơ quan Hợp tác An ninh Quốc phòng của Lầu Năm Góc hôm 2 tháng 9 thông báo, Bộ Ngoại giao Mỹ đã duyệt bán gói vũ khí gồm 100 tên lửa AIM-9 Sidewinder trị giá khoảng 85,6 triệu đô la Mỹ, 60 tên lửa diệt hạm Harpoon trị giá khoảng 355 triệu đô la Mỹ, cũng như hệ thống hỗ trợ cho radar giám sát của phòng vệ Đài Loan trị giá 665,4 triệu đô la Mỹ, giúp lực lượng này theo dõi tên lửa tiếp cận hòn đảo. Lầu Năm Góc cho biết các thiết bị và sự hỗ trợ quân sự dành cho Đài Loan được công bố hôm 2 tháng 9 sẽ không làm thay đổi cán cân quân sự cơ bản trong khu vực. Phía Mỹ cũng khẳng định gói vũ khí này không phản ánh bất kỳ sự thay đổi nào trong chính sách của nước này với Đài Loan. Theo Reuters, chính quyền của Tổng thống Joe Biden cũng cho biết gói hỗ trợ quân sự này đã được xem xét trong một thời gian và được cân nhắc với sự tham vấn của các quan chức Đài Loan và Mỹ. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết những thương vụ này là điều thường xuyên diễn ra nhằm hỗ trợ nỗ lực của Đài Loan trong việc hiện thực hóa các lực lượng vũ trang và duy trì khả năng phòng thủ. Cơ quan Quốc phòng Đài Loan cho rằng các hoạt động khiêu khích gần đây của Trung Quốc cho thấy mối đe dọa nghiêm trọng và thương vụ vũ khí này sẽ giúp hòn đảo đối mặt với áp lực quân sự của Trung Quốc. Phản ứng trước động thái của Mỹ, phát ngôn viên Đại sứ quán Trung Quốc tại Mỹ Lưu Bằng Vũ cho biết, thương vụ này gửi tín hiệu sai cho lực lượng Đài Loan và gây nguy hiểm nghiêm trọng đến quan hệ Trung-Mỹ, cũng như hòa bình và ổn định trên eo biển Đài Loan. Theo Reuters, người này nói, Trung Quốc sẽ kiên quyết thực hiện các biện pháp đối phó hợp pháp và cần thiết tùy thuộc diễn biến tình hình. Chính quyền Bắc Kinh cũng kêu gọi Washington thu hồi ngay lập tức thương vụ vũ khí này. Thương vụ còn cần đến sự chấp thuận của Quốc hội Mỹ, tuy nhiên điều này gần như chắc chắn vì Đài Loan nhận được sự ủng hộ mạnh mẽ từ lưỡng đảng Mỹ. Trung Quốc xem Đài Loan là một phần lãnh thổ không thể tách rời.